Chủ nhật tuần 4 mùa thường niên 5C. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Hôm ấy tại hội đường Nazareth, sau khi đọc sách ngôn sứ Isaiah, Đức Giêsu bắt đầu nói với họ: Hôm nay đã ứng nghiệm lời kinh thánh tai quý vị vừa nghe. Mọi người đều tán thành và thán phục những lời ân sủng từ miệng người nói ra. Họ bảo nhau: Ông này không phải là con ông Giuse đó sao? Người nói với họ: Hẳn là các ông muốn nói với tôi câu tục ngữ: Thầy lang ơi, hãy chữa lấy mình. Tất cả những gì chúng tôi nghe nói ông đã làm tại Capernaum, ông cũng hãy làm tại đây, tại quê ông xem nào. Người nói tiếp: Tôi bảo thật các ông, không một ngôn sứ nào được chấp nhận tại quê hương mình. Thật vậy, tôi nói cho các ông hay, vào thời ông Elia, khi trời hạn hán suốt 3 năm 6 tháng, cả nước phải đói kém dữ dội, thiếu gì bà quá ở trong nước Israel. Thế mà ông không được sai đến giúp một bà nào cả, nhưng chỉ được sai đến giúp bà quá thành Sarepta miền Sidon. Cũng vậy, vào thời ngôn sứ Elisa, thiếu gì người phong ở trong nước Israel, nhưng không người nào được sạch mà chỉ có ông Naaman người xứ Syria thôi. Nghe vậy, mọi người trong hội đường đầy phẫn nộ. Họ đứng dậy lôi người ra khỏi thành. Thành này được xây trên núi. Họ kéo người lên tận đỉnh núi để xô người xuống vực. Nhưng người băng qua giữa họ mà đi. Suy nghĩ: tình yêu là một mầu nhiệm, không ai giải thích được tình yêu là gì và tại sao tôi lại yêu. Phụng vụ lời Chúa hôm nay nói đến tình yêu. Tình yêu Thiên Chúa dành cho con người. Nhờ tình yêu Thiên Chúa, con người được sống và sống viên mãn trong tình yêu Chúa. Để rồi qua đó, con người biết trao ban tình yêu cho nhau. Thánh Phaolô đã nói sự cao cả của tình yêu khi khẳng định: Đức tin, đức cậy, đức mến vẫn tồn tại. Nhưng đức mến là trọng hơn cả. Đức mến hay còn gọi là tình yêu. Tình yêu giúp con người sẵn sàng trao hiến và phục vụ nhau. Nếu thiếu vắng tình yêu, con người sẽ khó khám phá ra những gì là thật, là tốt trong nhau. Chỉ vì thiếu vắng tình yêu, người Do Thái trong bài tin mừng hôm nay đã không nhận ra Chúa. Họ không thể nào chấp nhận rằng người con của bác thờ lại chính là đấng Mê-si-a. Vì thế, họ muốn trục xuất người ra khỏi thành và muốn xô người xuống vực thẳm. Cầu nguyện. Không biết từ đâu, con người ngày nay thật quá dễ sợ. Ai thuận với ta là bạn ta, ai không thuộc với ta thì tìm đủ cách để cô lập, để loại trừ họ. Lạy Chúa, xin cho chúng con biết nhận ra Chúa trong cuộc đời chúng con, nhận ra Chúa trong anh em mình, và
xin đốt lên trong chúng con ngọn lửa tình yêu Chúa, để chúng con không bước vào vết xe đổ của người Do Thái xưa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.